loa mày giải dây cho nó. Epic Audio đang X7, một phiên bản được nâng cấp cực kỳ mạnh mẽ so với X3 và X6. Trước tiên về hình thức bên ngoài, toàn bộ được hoàn thiện bằng chất liệu nhôm, nhôm cắt bằng máy CNC dạng phay xước này, đem lại độ bền rất là cao và đồng thời là tản nhiệt cũng rất là tốt. Em cũng có những video để mở bên trong ra cho các bạn xem những cái linh kiện như là quả Nhật này, quả Đức và quả Mỹ. Đấy, những con chip AK hay là những cái tụ hay những con chip xử lý nữa. Đạt X7, một cái đầu giải mã với cái công nghệ như này thì nó đem lại cái trải nghiệm cho chúng ta rất là tuyệt vời. Mặt trước thì nó sẽ có một cái màn hình để hiển thị như là đường vào này, đây, optical này, coaxial này, AOX này, USB, và hiện tại em đang nghe ở chế độ USB như là đây. USB là em nghe dây xanh, em chỉ lấy trực tiếp tín hiệu từ máy tính xuống màn hình, và cái chế áp này cũng có thể to nhỏ được theo volume chúng ta đang nghe đường tín hiệu đưa vào đây. Và có một cái nút đây, và có hai lỗ, hai đường xuất tín hiệu iPhone ra, như iPhone 1 sẽ là 3.5, còn iPhone 2 sẽ là 6.2.5. và ta quay ra đằng sau một chút, ở đằng sau một chút thì nó sẽ có đây micro USB. Cái này là cái dạng chân sạc cũng như chân đưa tín hiệu vào cái loại nhỏ nhỏ như chúng ta hay dùng trên sạc điện thoại, và cổng PC USB lấy tín hiệu qua USB trực tiếp từ trên máy tính hay từ những cái đầu box hay đầu Android nhà mình, mà những cái TV cũ chưa có hỗ trợ dạng TV thông minh, chưa có hỗ trợ xem các kênh đa năng như YouTube và các ứng dụng khác thì chúng ta dùng cái box các thứ. Còn là optical thì lại sẽ là đường nghe tổng quang, coaxial sẽ là đường nghe 5.1 và AOX. Và hai đường xuất tín hiệu ra, hai cái đường này sẽ đưa, hai đường này sẽ lấy tín hiệu được đây là đây, từ đây đến đây là 3, là 1 2 3 4 4 đầu vào. Đầu vào sẽ lấy tín hiệu đưa vào từ máy tính hoặc TV qua các đường như là CPU USB hay là cổng quang hay là 5.1 hay là AOX đưa vào. Khi con này xử lý xong lại sẽ xuất tín hiệu ra hai cái đường này. Đường hoa sen đỏ và trắng, trắng và đỏ. Chúng ta sẽ đưa trực tiếp hai cái đường này vào âm ly hoặc là vang để xử lý, để nó đưa tín hiệu ra các thiết bị khác. Và nguồn cái này sẽ là 12V và sẽ có một cái đầu chuyển nguồn như thế này. Đấy, phụ kiện đi kèm nó sẽ đầy đủ. Nhiệm vụ của nó sẽ là đọc những cái file nhạc số và giảm cái mã nén ra để nó đem lại cái chất lượng chi tiết hơn, hay hơn, đặc trưng hơn. Giá thì chỉ có 3 triệu thôi các bác ạ. Giá của chúng em sẽ là 3 triệu, 3 triệu 3 ship cho các bác. Các bác có nhu cầu thì hãy liên hệ chúng em. Đây là anh Nguyễn Minh Nguyệt, anh Minh Nguyệt, anh ở Cao Bằng. Em xin lỗi nhá, em xin lỗi. Giá con này sẽ là 3.500.000 đồng. Em xin lỗi. Các bác đang thắc mắc tại sao nhìn trên đơn hàng là có 2 triệu đây, vì anh Minh Nguyệt anh đã đặt cọc cho chúng em là 1.500.000 rồi, qua hình thức chuyển thẻ, qua hình thức chuyển khoản ngân hàng, thì giá tiền anh còn thanh toán lại với chúng em là 2 triệu, anh Minh Nguyệt ạ. Em đã tăng volume, chúng ta cùng cảm nhận. Em sẽ dừng video nhé, vì thời lượng cũng không có nhiều. Em dừng video, em đóng hàng cho anh Nguyệt. Anh chỉ còn còn lại số tiền để thanh toán cho chúng em là 2 triệu. Em xin nhắc lại, giá của chúng em công khai là 3 triệu 500 ngàn đồng. Bao ship cho các bác toàn quốc với cái chiếc Epic Audio Dark X7 này. Một phiên bản nâng cấp cực kỳ mạnh mẽ so với X3, X6. Em xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bác ạ.